Alo, Alo, dobrý ơi, день. chào thầy, chào thầy. Như vậy là em bị mất khoảng hơn chục hôm đúng không? Lấn vấn, không học được đấy. Nói chung các bạn đang làm việc bên đó thì cái việc học nó sẽ hơi vất vả hơn một chút. Thôi chúng ta cố gắng nhé. Nếu như là em mà 7 giờ học học 7 giờ tối mà sớm quá thì có thể là thầy giáo sẽ lùi lại cho em 1 tiếng, được không? Dạ, chung là bây giờ nó cũng hết lễ, nó cũng ổn rồi thầy ạ. Cũng ổn rồi Tại gì. tuần vừa rồi là dạ, tuần vừa rồi lễ nữa là ngày 8 tháng 3 là khách À rồi đông, rồi giờ rồi. cũng ấy Ok. rồi thầy. Thế thì trước mắt là chúng ta cứ tạm học như thế nhé, 7 giờ đến 8 giờ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 3. Đấy, em nhìn thấy màn hình chưa? Em thấy rồi thầy ạ. Ok, ta khá rất. Thế như vậy là gì? Vừa rồi chúng hai bài vừa rồi là chúng ta đã xem tất cả những cái chữ cái của trong tiếng Nga đấy. Đó. Cơ bản là chúng ta đã xem hết cái chữ cái rồi. Thế bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau xem cách ghép câu đấy, cách ghép câu ở trong tiếng Nga. Đấy. Đó. Thế và thì giáo sẽ cố gắng là dạy em giao tiếp nhiều hơn, đúng không? Đấy, giao tiếp nhiều hơn để nó phù hợp với lại cái ngành nghề bán hàng của mình ở ngoài chợ. Ta khá là sổ. Bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học những cái mẫu câu cơ bản. Mẫu câu cơ bản trong tiếng Nga người ta đọc như thế nào? Đấy. Chúng ta sẽ có một cái bài đọc như thế này. Đó, đây là cái bài đọc của chúng ta đấy. Bài đọc của chúng ta. Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ đưa nó sang cái phần phần mềm này để chúng ta làm việc cho nó dễ. Đấy. Đó. Đấy như vậy chúng ta sẽ có đây là bài 3. Так, хорошо. Đây là. Так, như vậy là chúng ta sẽ có một cái bài đọc ngắn ngắn như thế này, đấy nhỏ nhỏ như này thôi, đấy. Anh như thế là nó nhỏ như này thôi. Так. Так, bây giờ em sẽ thử đọc cho thầy xem nhé. Đây chỗ này, em thử đọc. Em có nhìn thấy không? Ấy Nhìn. tầm môi được rồi. À, ta Em môi thấy đục. Đấy, đây, tiếp đọc nè. tiếp nào. Ấy tầm mai bà rùa. Подруга, да. Nè. Это. Ấy tầm môi đồng. Да. Ấy tầm mai ô mê tờ. Мое место. Đấy, место. Nè. Место. Mister. Место, đấy, có tờ. Nè, Mister. Tất nhiên là ví dụ như là các bạn làm những cái công việc nó đơn giản bên đó thì các bạn nghĩ rằng là học tiếng Nga nó cũng chỉ thông thoáng thôi không? Thì ta muốn là gì? Chúng ta học đến đâu thì chúng ta nói cẩn thận luôn đấy đấy. Để làm gì? Cái tiếng Nga của em nó phải đẹp, nó phải hay. Cái giọng của em nó nói tiếng Nga hay đấy. Giọng của em nói tiếng Nga hay thì vậy thì chúng ta tội gì chúng ta không nói cho nó thật hay đúng không? Đấy. Nói tiếng Nga hay thì nó có tính thuyết phục hơn. Kể cả những cái việc là chúng ta đi bán hàng hoặc bất cứ chúng ta làm cái việc gì đó đấy. Thế vậy thì chúng ta cố gắng nói nó càng đúng được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Так, это моё место. Да, место. Так, em đọc Mister, tiếp nào. Это моя это моя комната. комната. Да. Это моё Это моё окно. окно. Это Это мой мой город. город. Это мой город. Да. Это мой Это мой друг. город. Да, Это tiếp мой theo друг. nào. Друг. Дом. Tôm đấy. Друг. Em lưu ý cái từ Друг. друг đấy, друг. Nó có cái Друг. âm, nó có cái âm k ở cuối đấy. Chúng ta nói cái âm k ở cuối. Đó. Trong tiếng Nga nó có một cái điều đặc biệt là gì? Tất cả những cái phụ âm mà đứng cuối từ nó đều được đọc hết đấy. Друг. Друг. Chúng ta biết rằng g. G đứng cuối thì nó bị đọc thành là gì nào? K. Nó đọc thành k đấy. Môi друг. Đấy. Nè. K. Môi друг. Nè. Tôm. Tạc em đọc tiếp nào. Это моя Это моя подруга Анна. Anna, да. Tiếp theo nào. Anna. Это мой друг Антон Anton Ivanovich. Иванович. Ivanovich, đấy. Это мой друг Anton Ivanovich, đấy. Đó. Như vậy thì đến đây là chúng ta đã đọc xong cái bài đọc này. Vậy thì cái bài đọc này nó là cái bài đọc rất đơn giản đấy. Rất đơn giản, nó với những cái mẫu câu đơn giản thôi. Đấy. Ở đây chúng ta chỉ cần nhớ những cái danh từ gì nào. Друг. Подруга. Дом. Место, đấy, комната, đấy, окно, đấy, город, так, đấy, đó. Thế đó là những cái từ mới mà chúng ta cần nhớ. Thế còn cái từ ether thì chúng ta tự dưng chúng ta cũng nhớ rồi, không tự dưng biết rồi, không cần phải nhớ đấy. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ thử làm một cái ví dụ đấy, làm một cái bài tập. Người ta cho một cái danh từ, đấy, cho một cái danh từ. Danh từ là gì? Đó là một cái từ mà nó chỉ ví dụ chỉ người hoặc chỉ vật đấy, chỉ sự vật.
nó gọi là một cái danh từ đấy. Thì chúng ta sẽ phải tự đặt thành một cái câu etemoi đồn đấy, chúng ta ghép cái danh từ đó vào đằng sau đấy, đó em hiểu chưa? Thế bây giờ thầy giáo sẽ nói cái danh từ và em sẽ nói thành cái câu đấy, đó. Thầy chỉ nói một chữ thôi và em sẽ nói thành một câu với cái gì đây? Với cái đại từ sở hữu môi hoặc là may già hoặc là may dổ đấy. Nào bây giờ ta bắt đầu. Đồm Etemoi còm nát ta đồm. Etemaya komnata. may già, em nói may già, Maya. trọng âm rơi đây đấy Maya. đúng không? May già đúng nhé, em nhìn thấy cái trọng âm rơi đây đấy, Maya. may già đúng rồi đó, nên nhấn mạnh vào đó đấy. Hay từ may già Maya. còn là ta đấy, từ may già còn là ta. Sát Etemosa. ê từ môi sả, sát là gì? Cái vườn cây đó. Là một cái vườn cây đấy. Như vậy là về nói đúng ra thì là về kiến thức là em cũng khá biết khá tốt đấy. Akno Etemayo Akno. ê từ may yếu Akno đấy. Vậy thì khi nào mà em phản ứng được ngay, em không không phải suy nghĩ gì cả thì lúc đó mới là được đấy. Vậy thì Được. trong khi là thầy giáo nói như thế thì em cố gắng là nói nó đúng đúng giống đấy, giống không được dùng cái giống autobus Etemol Astobut. etymology autobus zone Etemol Zond. etymology zone zone là gì? Cái ô này. Cái ô đấy. Gorat Etemol Gorat. piva Etemayo Bivo. ryukzak Etemol Rusa. mới được giặc chua chá Etemol Chucha. Maya đấy, Maya chua chá. Nè. Maya là Etemaya sao? Nó là Chucha. danh từ giống cái đấy. Cái từ Maya chua chá. Nè. Bureau. Bureau. Etemayo Biro. Mayo bureau đấy. Bureau là một cái văn phòng gì đó đấy. Nè. Bureau đấy. Padruga. Etemaya Padruga. Brat. Etemo Brat. Miesta. Etemayo Mister. Sabaka. Etemaya Sebaga. Cà phê. Etemo Cafe. Mayo đấy. Etemayo cà phê đấy. Cà phê là một danh từ Etemayo dùng Cafe. chung đấy. Etemayo cà phê đấy. Nè. Khá rõ. Thế ở đây người ta muốn nói với chúng ta cái gì ở trong bài tập này? Mối, nhé mối, từ vối, nhé vối. Người ta cho chúng ta với một cái tiểu từ nhé là cái từ tiểu từ phủ định đấy. Không phải của tôi, không phải của tôi đấy. Của tôi, không phải của tôi đấy. Em đọc nào. Mai giá, nhé mai giá. Mà giá nghe mà giá. Từ vài giá như từ vài giá. Từ ba giá nghe từ ba giá. Ta khá sao. Ta mai yo như mai yo. Mà vô nghe mà vô. Từ vài yo như từ vài yo. Từ ba vô nghe từ ba vô. Ta khá sao. Thế như vậy chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái ví dụ này đấy. Những cái ví dụ này người ta có cho chúng ta những cái mẫu câu sẵn. Cách học giao tiếp là gì? Đó là học thuộc những cái mẫu câu đấy. Nếu mà các bạn nghe nói học thuộc các mẫu câu thế thì còn học làm cái gì nữa nữa. Đúng rồi. Muốn giao tiếp tốt, giao tiếp nhanh chỉ cần học thuộc những cái mẫu câu là xong. Đừng nghĩ rằng là các bạn biết ngữ pháp và biết từ mới nhé. Rồi các bạn biết biết nói tiếng Nga, thế là các bạn sai lầm luôn đấy. Sai lầm luôn bởi vì sao? Muốn nói nhanh thì cách tốt nhất là gì? Chúng ta nói quen một cái mẫu câu nào đó đấy. Càng nói quen bao nhiêu thì càng nói tốt bấy nhiêu. Bởi vì sao? Nguyên tắc học giao tiếp ngữ pháp nguyên tắc học giao tiếp ngoại ngữ đấy là lắp ghép. Chúng ta chọn những cái mẫu câu tương ứng và chúng ta nói sang cái tiếng ngoại ngữ mà chúng ta cần nói. Đó. Đấy là nhiều người lầm tưởng rằng là tôi chỉ cần học từ mới xong tôi học ngữ pháp tôi ghép vào là xong, không bao giờ có chuyện đó nhé. Nhiều người nói thế là thậm chí còn sai luôn đấy. Bởi vì sao? Có những cái mẫu câu mà ở trong tiếng Anh nói một đằng, trong tiếng Việt nói một nẻo đấy. Đó. Thế nên là gì? Trong cái trường hợp này nó sẽ có những cái mẫu câu tương tự người ta nói ở trong cái trường hợp đó thì trong tiếng Nga người ta sẽ nói như vậy đấy đó tạc. Thế vậy thì chúng ta thống nhất với nhau là gì nào? Càng luyện tập nhiều những mẫu câu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Ta khá sure. Bây giờ chúng ta sẽ có câu etơi tu vôi druk, thầy giáo hỏi em etơi tu vôi druk, em sẽ trả lời đó etơi mới druk đấy, etơi tu vôi druk đấy, etơi mới druk đấy, đó ví dụ như vậy đấy. Thế bây giờ thì sẽ làm một cái mũi tên này để chỉ cho em hiểu rõ đấy. Đây là chúng ta là mũi tên đấy.
Khrasho. À, chúng ta có cái mũi tên bé bé như này. Ta khrasho, thầy giáo sẽ dùng nó để chỉ cái câu này em cần nói đấy. À, bây giờ thầy giáo sẽ nói câu thứ nhất, em sẽ trả lời câu thứ hai đấy. Это твой друг? Да, это мой друг. Это твоя подруга? Да, это моя подруга. Это твое место? Да, это мое место. Это твой дом? Нет, это не мой дом. Это твоя комната? Нет, это не моя комната. Это твое окно? Нет, это не мое окно. Так, хорошо. Đó, thế như vậy là chúng ta sẽ trả lời như vậy nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng Đó. nhau, chúng ta sẽ luyện tập. À, chúng ta đã có cái hình ảnh đấy, có hình ảnh. Đấy. Đó, thì bây giờ sẽ hỏi em. Это твоя Да, нота? Это моя это моя нота. нота? Да. Это твой дом? Да, нота. Да, это мой дом. Это твое вино? Да, это мое биво. Это твоя вода? Да, это моя вода. Это твоя ванна? Да, это моя ванна. Ага, хорошо. Так, хорошо. À, thế thì như vậy vừa rồi là chúng ta đã thử rèn luyện một chút đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ xem, tiếp tục cái phần từ mới của chúng ta, phần bài học của chúng ta. Tạc. À, bằng cái cách như vậy chúng ta sẽ rèn luyện hàng ngày thì chúng ta sẽ có, bây giờ là con đang là những cái mẫu câu đơn giản đấy, những câu đơn giản. À, chúng ta lượt qua một lượt để chúng ta củng cố cái kiến thức. À, thế như vậy vừa rồi là chúng ta đã xem những mẫu câu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp cái phần chữ cái của chúng ta. Chúng ta sẽ có chữ cái l l l l l đấy, l l đấy. À, chúng ta đọc cái gì nào? La lẻ lô liểu, em đọc thử nào. La lẻ, La la lẻ 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 la la liểu la liểu lô lô liu 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 li liu li. li À, đó li là đọc đọc đi thì dễ đấy. À, bây giờ nó ở đằng sau mới là hơi khó đấy. À, từ này chúng ta có từ yell Yel yell yell l l yel yell đấy, yel l l em người ta yel nói chữ l yell đấy. yel À, em yel nói từ này yel yell yell yel yell yule yel yule. yule À, yule yule đấy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có một vài cái từ đấy, vài cái từ. À, ở đây có cái từ gì không cần thiết thì nó sẽ bỏ nó đi đấy. Đó, sẽ bỏ nó đi để em khỏi phải đọc đấy. Xem có từ gì không cần thiết nào. À, đây chúng ta có từ lườn này, không cần thiết đấy, từ này không cần thiết. À, Volga không cần thiết, không cần biết nữa. Volga là limon liter đấy, liter. À, tiếp theo có từ glass, clone chúng ta cũng không hay nói đấy, bỏ qua nó đi. Luna là mặt trăng đấy, Luna là mặt trăng, bỏ nó đi đấy. Đó đó, thế vậy thì class là cái lớp học thôi, để là cái đề đó. Chúng ta sẽ có những từ mới như sau. À, chúng ta sẽ có từ mới. À, đây là từ mới gì nào? Lampa đấy, lampa lampa Lam ba đúng rồi. lam ba Stone 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 đúng rồi, stone là cái bàn đấy, lampa là cái bóng đèn đấy. Lampa stone lam ba stone stone, đây có từ stone 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 stool stone là cái stool ghế đấy, là cái ghế. Lột lột. lost lot À, chữ đờ đứng cuối bị đọc thành chữ lot tờ đấy. Lượt, lượt là lot nước đá đấy, nước đá. À, nước đá chúng ta để lot uống uống trà, uống cà phê chẳng hạn đấy, gọi là lượt. Tiếp lot theo chúng ta có từ club, club, group club. group À, chữ bờ đứng cuối group bị đọc thành chữ gì nào? Bị đọc thành chữ pờ đấy. À, đấy, chữ bờ đứng cuối cùng đấy. À, đây bị đọc thành chữ pờ đấy, bị đọc thành chữ pờ. Đó, chữ pờ, club đấy. Chữ lốt này thì l d d bị đọc thành chữ t đấy, t đấy. Đó, lượt, club, lot club đấy. Tiếp theo chúng ta có từ salad, salad, salad salad đấy, salad salad. À, salad salad. Đó, tiếp theo là có từ limon, limon limon
Limon là quả chanh đấy, quả chanh. Limon. Limon quả chanh. À, club là câu lạc bộ, limon là quả chanh. Limon limon limon. Limon, À, limon là quả chanh limon, đấy. À, litre. Litre. litre, Litre. À, litre, litre biết là cái gì rồi đúng không? litre, Tiếng Việt cũng là vậy đấy, một lít gì đó, đó đấy, một lít nước chẳng hạn đấy. đó, Litre đấy. À, chúng ta đó, có bên dưới có từ gì? Vilka. view, Vilka, view, vilka. Vilka là cái dĩa. view, À, cái dĩa để ăn đồ ăn ấy đấy. Đấy. Salad. salad, Salad. Salad. salad, Có chữ tờ đấy. salad. Salad đấy. Salad. Bluda. Bluda. Blue Bluda là một cái món ăn đấy, Bluda. Class. Class. Class, class là một lớp học đấy, lớp học. Class, lớp học đấy. Ta khá Class. sổ. Thế bây giờ thầy giáo sẽ nói một danh từ này và em sẽ nói thành câu đấy. Lampa, em nói etamaya, lampa đấy. Đó. Lampa. Lampa. At Stone. the most Stone. At the most tune. Lượt. At the mall lost. Club. At the mall club. At Limon. the mall limon. Litre. At the mall litre. At Vilka. the Maya Vizca. Salad. Bluda. At the mall salad. Class. At the mayo bluda. À, At the mall glass. Ocean Crusher. Đó, thì như vậy là gì? Em nói rất là tốt đấy, rất là tốt. Vậy thì em chịu khó học là một thời gian là em sẽ nói tốt đấy. Tà khá rất. Bây giờ ta sẽ có phụ âm nữa. Phụ âm L vừa rồi là một phụ âm cô đơn đấy, nó không có cặp. Đó. Thế chúng ta có thêm một phụ âm nữa là một phụ âm phụ âm này nó đọc khá là lạ đấy. Phụ âm này khá là lạ. À, nó lạ chỗ nào đó là cái phụ âm này là một phụ âm đôi đấy. Phụ âm đôi. Tà. Phụ âm đôi. Nó đôi ở chỗ nào? Đó là cái phụ âm này nó gồm có hai âm. Nó gồm có hai âm. Âm thứ nhất là âm và âm thứ hai là âm đấy. Sau đó sờ đấy. Đấy, ta đọc. Như vậy là nó hơi nổ một chút đấy, hơi nổ một chút. Đó. Thế thì chúng ta sẽ đọc như nào? Chúng ta đọc cái từ này. Xa xô, em đọc thử. Star số Đó, su xe. số xe Đó, bây giờ nếu mà đứng cuối thì sao? Nó đứng cuối. Nó đứng cuối 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 từ đúng không? Thì nó sẽ đọc như nào? At ot. ast os At ot đấy. Vậy thì em thấy có ast chữ tờ sờ này os em thêm chữ a đấy, at ot. na na Chữ này đọc gì nào? At it. ast ist At it đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đọc thử từ này. Center. center Center. Center là trung tâm đấy. Center. Center. Cirque. center Cirque. Cirque. sir Cirque. Cirque. Từ này đọc sir là Senna. sena Senna. Từ này đọc là sena Sviet. sweet Sviet. Sviet. sweet Từ này là concert. Concert. cancer Concert. cancer Rượt. cancer Concert đấy. Concert thực chất ra cái từ concert là cái gì? Đó là một buổi hòa nhạc đấy. Buổi hòa nhạc. Thực chất cái buổi hòa nhạc thì các em cũng chẳng cần biết lắm đấy. Chẳng mấy khi các em đi hòa nhạc đấy. Đó. Thế thì chúng ta chỉ biết những cái từ gì cần thiết cho chúng ta đây, đỡ phải suy nghĩ. Sweet là màu sắc thì chúng ta cần biết này, sweet. Sweet, màu sắc của hàng hóa chẳng hạn đấy. Chúng ta có từ sweet talk. Sweet talk. Sweet talk. Sweet talk là một bông hoa đấy, sweet talk một bông hoa. Sweet thì là màu sắc, sweet talk là một bông hoa đấy. Stancia. 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 Stancia đấy. Stancia là một cái bến tàu điện ngầm chẳng hạn đấy. Stancia. Stancia đó. Nhà em ở bến tàu điện ngầm gì? Zolotaya Zhurongtaya gì? Iva. Niva. Zalataya. I. Niva, Zalataya i i Niva, Iva đúng không? Iva. Niva, Niva, Niva. Niva, Niva. Niva, Đấy. Zalataya Niva đấy. Niva, Có lẽ đấy là cái bến mới đúng không? Bến rất mới đúng không? Đấy. Niva, Bến rất mới. Tạc Zalataya Niva.
Интересно. Так, хорошо. Так, значит, chúng ta có từ rằng центр, цирк. Цирк là giáp siếc đấy. Цирк. Сыр. А, цена. Цена là giá cả đấy. Сына. Цена. Свет. 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 Свет là màu Свет. sắc đấy. Свет là màu sắc. Светок. 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 Светок là bông hoa đấy. Станция. Станция là một cái Станция. bến đỗ của tàu điện ngầm đấy. Đó. Đây là những cái đường tàu điện ngầm, những cái này nó là đường ở Saint Petersburg đấy. Đó. Nên chúng ta bỏ qua cái phần đó, bởi vì sao là cái chúng ta sống ở ở mát, em ở mát đúng không? Novosibirsk À, Novosibirsk. À, Novosibirsk. Novosibirsk À, Novosibirsk thì là bằng giờ Việt Nam nhỉ, đúng không? Đấy. rồi À, bằng giờ Việt Nam. Đã. À, thế thì 7 giờ tối là về nhà học là vừa đúng không? À, thì đó tiếng em ở đã mát. À, Novosibirsk nó cũng có tàu điện ngầm đấy nhỉ? đã có rồi À, đó, tàu điện ngầm cho nên là nó có cái tên là lạ, thì ra không biết cái tên đó. đã Tạc, đã Khrasho, thế tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ có câu chào. Câu chào chắc là em biết rồi đấy. À, chúng ta thử chào lại Dạ. là Dobre utro. Dobre utro. À, đó đọc là gì nào? Dobre utro. Dobre utro. Dobre Utra. utro. Добрый день. Dobre Добрый вечер. день. À, đây là chào buổi sáng, buổi ban ngày và chào buổi tối đấy. À, người ta có thể chào gì? Dobre Добрый утро. Chúng ta nhìn thấy khách đấy, chúng ta chào. vечер. Добрый утро. Добрый утро. À, thế. Thế và khách cũng có thể chào chúng ta. Добрый утро. À, hoặc là Добрый день. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер là chào buổi tối rồi đấy. Tạ, хорошо. À, thế ở Novosibirsk có nhiều người Việt Nam không? Cũng 200-300 người là ít. Ồ, cũng nhiều thế cả. Dạ. Nhiều đấy nhỉ. Dạ. À, thế là nhiều đấy. Dạ. Thằng 200-300 người là nhiều. Thế mà ông giỏi nhỉ, xuống Dạ. tận đấy. Đấy rét lắm đấy, đúng không? Đấy. Dạ, dưới này thì rét trên đấy là trên mát. Rét hơn trên mát nhiều, đúng không? Dạ, Rét hơn gấp rất gấp gấp nhiều lần luôn ấy. là. Đó. À, ngày hôm nay là dưới bao nhiêu độ? Hôm nay âm 13 độ, nó bắt đầu Wow. chuẩn bị ấm. thế dưới em thấy Cuối gọi tháng là này là ấm bắt đấy. đầu ấm rồi đấy. À, thế là gọi là ấm Dạ. rồi. Đè. Dạ. Đè. Âm 13 độ ở Việt Nam thì người ta chết hết Dạ. rồi. Ở Việt Nam âm 13 độ thì chết lăn rồi chết hết. Ừ. Tạc. À, хорошо. Thế bây giờ chúng ta sẽ có cái cặp phụ âm mới đấy. À, chúng ta sẽ có một cặp phụ âm mới. Đó là cặp phụ âm sh. Không có âm thanh đấy. Và Dạ. r r đấy. R r đó. À, đây là gì? Sh. Đây là r r đấy. Đó, đây là một cặp phụ âm, bởi vì sao là hai cái phụ âm này nó hoán đổi cho nhau đấy. Ừ, đó, ví dụ như là những cái từ mà có phụ âm r đứng cuối đấy thì nó sẽ bị đọc thành sh đấy. À, thì em có thể ví dụ cho em, ví dụ cho em cụ thể đó là gì? À, đó là chúng ta sẽ có từ etage đấy. Etage, etage, Etage. etage là gì nào? Etage Tầng. à, tầng nhà đấy, đúng không? Tầng nhà đấy. Hoặc là chúng ta có cái từ gì nữa nào? À, chúng ta có từ mousse, mousse đấy. Đó, Moose. mousse, mousse. Moose. À, mousse là anh chồng đấy, đấy. À, vậy thì etage, etage đọc nó đọc ấy thì là gì nào? À, đọc là etage đấy. À, mousse là Etage. Mousse đọc là gì? À, mousse là mousse. Đấy, Moose. mousse, mousse. Moose. Đó, em thấy chưa? Đấy. Moose. À, đó. Thế vậy thì đấy Moose. là em thấy rằng là đó là cái sự hoán đổi của phụ âm r, sh đấy, r, sh. No. Đó. Thế cho nên là đây là chúng ta sẽ lưu ý nhé. Đó. À, scarf, scarf. À, chúng ta có từ scarf. Scarf. Scarf là cái tủ, đúng Scarf. không? Scarf, đấy. No. À, uje. 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 Uje, uje Uje. là đã rồi đấy. Đấy, đã rồi. Em mới sang đến một năm đúng không? À, Dạ. đã khá là xẻo. Nào, chúng ta sẽ cùng học nào. À, chúng ta có từ scarf. Scarf là Scarf. gì? Scarf. Tủ. Scarf. Scarf. À, scarf là gì nào? À, đó là cái tủ đúng Tủ không? Đấy, cái tủ. Uje là gì? Uje. Đã. Uje là đã đúng không? Đã. À, đã. Ta khá xẻo. Chúng ta sẽ có từ tiếp theo machine. Machine. Machine là cái ô tô đấy, Mà ô tô sư đấy. nè. À, ô Dạ. tô machine. Thế là em đã mua ô tô chưa? Mà sư nè. Em bên này đi xe nhà được À, đi thuê nhà chưa mua ô tô hả?
Là chưa, em mới Tàu sang biển em chưa rẻ mua. mà, 1.000 đô, khi mà nghìn Đợt đô mua được cái ô tô rồi đấy. nói chung là xe rẻ có mà xe mắc cũng có thôi ạ. Ừ, xe mắc Đợt có, bên này xe mới thì thôi đắt xe rồi, mình đợt. dân thì mình đi con xe rẻ rẻ thôi, khoảng 2.000 đô là Đợt ok rồi đúng nói chung à. khoảng 100.000-200.000 rúp rồi là có xe rồi mà thầy À đấy đấy đúng rồi, một hai trăm nghìn ạ. rút ta khá rất. Đợt. À machine này là ô tô đấy. Đợt. Journal, journal là quyển tạp chí Rút đó. nào Journal, rút journal đấy là quyển tạp chí đấy. À, quyển tạp chí đọc là journal, journal em đọc tiếp nào. nào À, karandash đọc là karandas karandash, karandas karandash, karandash karandas là cái bút chì đấy, cái bút chì đấy, karandash đấy là cái bút chì. karandas Tô rê là gì nào? tôi rồi Tô rê, cũng vậy. tô rê, tô rê Tô là rê cũng à, vậy cúng đấy, cúng. U rê là đã, đó u rê là đã, đó u rê là đã, tô đó rê là cúng đấy. đó Đấy. À, хорошо, хорошо, хорошо хорошо là gì? хорошо Хорошо tốt là tốt đấy. À, đó. шуба, шуба, шуба là gì nào? Super Шуба là một cái áo super lông của phụ nữ đấy. Шуба, đó. шуба, cái áo khoác lông của phụ nữ đấy, áo rét đấy. À, ở bên thành phố đó là mùa mùa đông là rét là người ta cũng hay mặc áo lông ấy đúng không? Đấy. Dạ. Đó, đấy gọi là шуба đấy, шуба. Dạ. À, дружба, дружба. Дружба. À, дружба, Дружба. дружба là tình bạn đấy, tình bạn. À, chúng ta có từ chef, chef cái từ này cũng hay dùng đúng không? Chef. Chef, ví dụ như là Chef. à, chef mình tiếng Việt mình gọi là sếp đấy đúng không? Sếp. Em chưa? À, tiếng Việt mình Dạ. dịch là sếp, à, là ông lãnh đạo đấy, đấy. À, chúng ta có từ Chef. à passager, passager. Em nói passager. Passager. Passager, passager là hành khách đấy, hành khách đi máy Passager. bay, hành khách đi ô tô hoặc là Passager. hành khách đi tàu hỏa đấy. Passager. Passager, passager, Passager. passager đấy. Passager. Passager. À, từ này có từ chocolate, chocolate, chocolate. Scala. Chocolate Scala. là cái bánh kẹo sô cô la đấy. Chocolate, à, chocolate. À, tiếp theo có từ Scala. jeansy, the jeansy, the Drinks. jeansy. Drinks. Jun đờ đờ đây Drinks. là đờ này xong rồi jun jun Đã. đờ jun Drinks. si jun si Đã. jun si Đã. Drinks. jun si đấy Drinks. jun si là cái quần bò đấy quần bò. Đã. Хорошо. Tiếp theo nè chúng ta có từ mush mush Moose. mush đọc là sờ đấy Moose. sờ mush Moose. đọc là nosh Nose. nosh nosh là con dao đấy Nose. nosh là con dao đấy nosh. Nose. Tiếp theo chúng ta có từ etage Etage. etage etage là một Etage. tầng nhà đấy chúng ta tiếp theo có từ loska Losca. loska loska là cái thìa Losca. đấy cái thìa loska loska Losca. loska tak à thế như vậy là ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào à, là những cái từ mới của người ta đấy à, mỗi một bài Nào. thì hiện nay em thấy là chúng ta học khá nhiều từ mới đấy trong đó có nhiều từ em biết Nào. rồi nhưng có nhiều từ em chưa biết đấy chúng ta có từ passager Nào. chắc là em từ chưa biết đúng không passager đấy Nào. passager Passage. passager Passage. à passager hoặc là à, chúng ta có từ gì nào à, từ à, đây có từ druzba đấy đó là từ chúng ta không biết đấy druzba Rusba. đó thế vậy thì mỗi Đó. ngày chúng ta chỉ học thêm mấy từ là chúng ta sẽ quen đấy à đó khá là sợ bây giờ em thầy giáo sẽ chỉ và em sẽ đọc cho thầy nhé chỉ từ và em sẽ đọc Nào. nhé à Không. sẽ chỉ up tá từ từ này tá ở đây chúng ta bị lẫn à chúng ta bị lẫn là lẫn cái này cho nên tách riêng ra đấy đó tách riêng ra và thì là sẽ dán nó xuống tạc dán nó xuống đây tạc à, sẽ lấy cái mũi tên này chỉ cho nó rõ này tạc chúng ta có từ gì đây nào ete Scarf, it's đà từ gì đây scarf. Uzi. ure đấy à ete Uzi. ete It's Maya machine. à mai machine này tạc хорошо Đó. à ete ete It's mỗi môi journal đấy ete mỗi Đó. It's môi karandash từ gì đây tô Uzi. à từ gì đây Хорошо. хорошо từ gì đây nào Это моя супа. maya suba ta хорошо ete
Это моя дружба. Это дружба, да? А, Дружба. да, это кто? Это мой шеф. А, мой шеф. Фа, фа, хоть и фа какой, да? Мой шеф. Это мой шеф. шеф. Да? Пассажир. Мой шеф. А, пассажир. Это мой пассажир. Пассажир. Мой пассажир, да? Да, ли, хай, какой, да? Это мой пассажир. Пассажир, да? А, шоколад. Шоколад. Это мой шоколад. Мой шоколад. А, джинсы, фай, ла, мои, бы видели, сунел, да? Это мои джинсы. Это мои джинсы. Джинсы. А ты theo đây là gì? Это мой муж. Это мой муж. Муж. Это мой муж. Это мой нож. 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 Это мой этаж. Это мой этаж. Это мой этаж. Да? Это моя это ложка. Ложка. Это моя ложка, да? Так, хорошо. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc một vài đoạn đối thoại đấy. Vài đoạn đối thoại ngắn. Так, chúng ta sẽ có đoạn đối thoại như sau. Đó, nó sẽ có đoạn đối thoại đây. À, thì nó sẽ lấy nguyên cái phần này thôi để cho nó dễ nhìn, khỏi rối mắt. Tạc, à, chúng ta sẽ đọc nào. Thầy giáo sẽ đọc một câu, em đọc câu thứ hai nhé. Это твой друг. Это твой друг. Em đọc. Нет. Нет, это мой брат. Это мой брат. Đấy. À, thầy giáo hỏi là gì? Đây có phải người bạn của em không? Em trả lời sao không? Đây là em trai của tôi đấy. Это твой друг? Нет, это мой брат, да? Это журнал? Нет, это не журнал. Это газета. Это газета. Это твоя сестра? Нет, это моя мама. А, это сумка? Нет, это не сумка, это рюкзак. Это рюкзак, да? А, это сумка. Сумка là gì? Là cái túi đấy. Cái giỏ. À, cái túi. Em gọi là cái giỏ. Trong miền Nam gọi là cái giỏ. Dạ, khá là sợ. Thế vậy thì cái ô trong đó em phải gọi là cái dù chứ đúng không? Đấy. Dạ, cái giỏ này. À, cái ô thì gọi là cái dù. À, xuống cài gọi là cái giỏ. Dạ, khá là sợ. À, suy yes. Dạ, khá là sợ. Thế như vậy là chúng ta đã cùng nhau xem. Thế như vậy gì? Để rèn luyện thì cứ đọc đi đọc lại đấy. Tất nhiên những cái này nó đơn giản thì nó chưa yêu cầu em đọc nhiều bởi vì nó đơn giản đấy. Đơn giản. Dạ. À, khá là sợ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập ở chỗ này. Thầy giáo sẽ hỏi em, à, người ta cho chúng ta cái gì đây? Hình đây là cái gì nào? Cái gì đây? Karandat. À, bút chỉ. Thế người ta hỏi, đây có phải là ô không? Это зонт? Em trả lời, нет, это не зонт. Это карандаш. Да. À, em hiểu chưa? Это не зонт. Это карандаш. À, thế bây giờ thầy giáo hỏi em, это журнал? Нет, это не журнал. Это книги. Это книга. Книга. А, это стол? Это стол? Нет, это не стол. Это стул. Это стул. Стул. Это рюкзак? Нет, это не рюкзак. Это сумка. Это сумка. Так. А, это пиво? Ой, это вино? Нет, это не вино. Это пиво. Это пиво. Это магазин? Это магазин? Нет. Это не магазин. Это не магазин. Это школа. Это школа, да? А, đó là trường học. Да, хорошо. Thế thì bây giờ đến thời điểm này là chúng ta đã xem cũng khá tốt rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ có những cái khái niệm đầu tiên về về ngữ pháp tiếng Nga. Đó là gì? Đó là các đại từ ở trong tiếng Nga đấy. À, các đại từ trong tiếng Nga, người ta gọi là các đại từ nhân xưng ở trong tiếng Nga. Thế nào là đại từ nhân xưng? Đấy. À, đại từ nhân xưng là đại từ chỉ người. Đại từ chỉ người. Đây là các đại từ giá, tưới, ổn, ăn ná, ăn nổ. Đấy. À, người ta viết sang bên này một bên, sang bên này viết một bên nữa. Thế vậy thì nó có ý nghĩa của nó đấy. À, thế nào là nó có ý nghĩa? Ý nghĩa gì? Nó ở chỗ nào? Đấy. À, chúng ta cùng xem đó là ý nghĩa gì. Đấy. Xem ý nghĩa gì. Tạc, ý nghĩa của nó. Tại sao người ta lại viết thành hai cột như vậy đấy? Hai cột. Đó. Cùng xem đây là chúng ta có cột thứ nhất này. Đây là cột thứ hai đấy. Đó. Thì bây giờ ở đây là gì nào? À, ya, ya là ai nào? Là tôi đúng không? Tôi. Đó. Tôi. Thế vậy thì tôi là ai? Là cái người nói đúng không? À, ví dụ thầy giáo nói thì là đó. Thì là thầy giáo sẽ xưng gì? Ya, đấy, xưng tôi. Yeah. Thế vậy thì cái người nói thì là người ta gọi là ngôi thứ nhất, em hiểu chưa? À, ngôi thứ nhất. Đấy. Đó. À, ngôi thứ nhất. Đó, đây là ngôi thứ nhất.
À thế còn cái người nghe thì em là đang hiện nay em đang là người nghe thì em là tươi thì đã gọi em là tươi có phải không? Đấy. Thế vậy thì Dạ. à cái người nói thì là ngôi thứ nhất là ya. Cái người nghe thì là ngôi thứ hai gọi là tươi đấy, ngôi thứ hai. Tươi. Đó. Thế và à ví dụ như thầy với lại em cùng nhau nói về một người nào đó, ví dụ nói về một người bạn nào đó chẳng hạn đấy, người bạn nào đó đấy. À thì cái người bạn đó là ngôi thứ ba em nhé, là ngôi thứ ba. Nhưng ngôi thứ ba thì nó chính là on anna anno em nhé. Đấy, đây là ngôi thứ ba đấy. À, đây chính là ngôi thứ ba. On là giống đực, anna là giống cái và anno là giống chung đấy. Đó. Thế vậy thì em thấy đây là gì nào? Ở đây là gì? Đây là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Nhưng mà em để ý nè, ya là mấy người? Một người. Tươi là một người, đúng không? Ôn là một người, ăn nạ cũng là một người, ăn nô cũng là một người đấy. À đó. Đó thế vậy thì ở đây người ta gọi là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, số ít đấy, số ít đấy, số ít đó, số ít đó. Thế thì tương tự như vậy, đây cũng là mươi. Mươi là gì? Chúng tôi thì là ngôi thứ nhất đấy, ngôi thứ nhất. Vươi thì là ngôi thứ hai đấy. À và a nhi là ngôi thứ ba đấy. Thì và chỉ có điều mươi thì là nhiều hay người hay ít? Là nhiều người đúng không? Mươi ở đây là nhiều người đúng không? A nhi đây là nhiều người đấy. À vậy thì ở đây là số nhiều đấy, bên kia là số ít thì bên này là số nhiều đấy. À bên này là số nhiều đấy. Đó. À thế vậy thì đây là cái khái niệm ngữ pháp đầu tiên mà em nắm được đấy. À nắm cần nắm được đó là gì? Đó là các đại từ nhân xưng hay là đại từ chỉ người đấy. Ở ngôi thứ ngôi số ít và ở ngôi số nhiều. Ở ngôi số ít thì có ba ngôi, một hai ba đấy. À, ở ngôi số nhiều thì có ba ngôi, một hai ba số nhiều đấy. Đó là mươi, vui nhỉ. Đó. Thế thì duy nhất ở đây có gì nào? Em nhìn thấy đây có từ vui, người ta viết hoa đấy. Viết Vui. hoa. Vui là viết hoa đấy. Cái vui này viết thường thì là gì? Nó chỉ Đó. nhiều người. Nhưng cái vui viết hoa này nó Đó. là gì? Nó chỉ trân trọng một người nào đó đấy. À ví dụ như là Đó. chúng ta gặp nhau ngoài chợ, chúng ta bố bá chúng ta gọi là gì? Là tươi thôi đấy, tươi đấy. Thì giáo nói chuyện Đó. với em thì giáo gọi là tươi đấy. Tươi cắt tươi Đó. juvios đấy, người dưới tươi bường đấy. À đó. Thế nhưng mà đối với Đó. cái người mà các em trân trọng đó, trân trọng là gì? Hoặc là cái người lạ nhiều tuổi hơn các em chẳng hạn thì em sẽ gọi người đó là vui đấy. Ví dụ như là em đang bán hàng ngoài chợ mà ông Putin ông đến chơi chẳng hạn đấy. À em bắt tay ông và em sẽ nói các vases daro các vases daro em phải dùng là vui đấy, đúng không? Đấy. À đó, sức khỏe của ông thế nào đấy? Đó thì là gì? Chúng ta lúc đấy chúng ta sẽ dùng vui và cái từ vui này nó chỉ một người đấy, chỉ một người. Thế và là người lạ trân trọng. Cho nên em thấy ở đây là gì? Nó biết hoa đấy. Đó. Thế vậy thì đây là cái khái niệm đầu tiên là khái niệm về các đại từ nhân xưng đấy. À thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái bài đọc. À đây là cái bài đọc như này. Chúng ta sẽ có một cái bài đọc. Bài đọc này thì bây giờ là em cần phải nhớ đấy, cần phải nhớ nhớ xem cái bài đọc nó nói cái gì. Đó, chúng ta sẽ có bài đọc đây. Chúng ta sẽ có. Đó, chúng ta sẽ có câu 1, câu 2 đấy. Xem câu 1 trước. Đang xem câu 1 này. À, có một cô bé đấy, đây là cô bé gái đấy. À, bạn ấy kể chuyện đấy. Ế tới ya, đây là tôi đấy. Mì nhá ra vụt. An, tên tôi là An đấy. Và tôi làm nghề gì? Ya student cả đấy. Student cả. Student cả đấy. Thế bây giờ em đọc này. Em đọc câu này. Ế tới ya. Mì nhá đã đàn đã ya Student cả. ya student cả đấy. Ya student cả là tôi là nữ sinh viên đấy. Student cả. Ta khá đây là cô ấy đấy, đây là cô ấy. Ta khá bây giờ đến đến ông này đấy, ông này là ai? À cô ấy giới thiệu ế tơ môi achets đấy. À, chúng ta biết cái chữ tờ sờ này nó đọc là tờ sờ đấy. À cái chữ ye đọc là yet achets achets đấy. Achets đấy. Ế tơ môi achets achets achets. À khi mà chúng ta học thì nhiều bạn thấy rằng là cái từ achets này nó có vẻ nó khó đọc đúng không? À, trên thực tế nó rất dễ đọc đấy, rất dễ đọc. Nó đọc là gì nào? A, chúng ta đọc là A đấy. À, đọc là A chết đấy. À, đọc là A đấy, chết, chết, chết đấy. À, đó, achets, achets đấy.
Achets. Thế có thể là gì? Nếu đọc đúng ra thì phải là gì? Achets đấy, achets. Đó thế thôi, đấy. Achets. Rất đơn giản, achets đấy. Đó, achets. Achets. Nếu nâng cao lên thì là achets. Bình thường là gì? Được. Achets. Đó, rất dễ đọc đúng không? Đấy. Đó. Đó. Nó sẽ nói là etemoi achets, achets đấy. Yevo Đó. zavut. Gì đấy? Yevo zavut. Victor, Victor đấy. Victor. Victor. On. Victor. On. Oh, Engineer is đấy. On engineer đấy. À, thì đó cho em một câu này, near. on engineer là đủ rồi đấy. On Đấy. engineer đấy. On À, on engineer đấy. engineer. À, ông ta Engineer. là kỹ sư đấy, engineer. Ông ta là Đó. kỹ sư đấy. Yevo Engineer. a à, Engineer. Yevo zavut Victor on engineer. Đó. Thế vậy thì đó là cái hai câu đầu tiên đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ xem ba câu tiếp theo. Nó nói về cái gì? Đó, ở đây chúng ta sẽ có ba câu tiếp theo. Đó. À, đây chúng ta sẽ biên sang phần mềm như này. Tạc. Tạc. À, thế vậy thì chúng ta xem. Ô. À, nó lên đây. Đó, đây là chúng ta sẽ có. À, đây là có một cái bức chân dung thứ ba đấy. Etemaya mà Mama. đấy, mà yeyo chứ này, yeyo ra vụt gì nào, mà Maria. ria đấy, trọng âm rơi với y đấy, Maria. Maria đấy, Maria. Anna, Anna Anna thì sao siêu là cái từ này em cũng không cần thiết nữa, không cần thiết, Xin thì nó sẽ thay cho một cái từ khác đấy, Anna thay cho một cái từ khác cho nó dễ đọc hơn đấy. À, sao siêu cũng chẳng liên quan gì chúng ta cả đấy. À, Anna pra đáp sạch đấy. Up. À, viết lại nào. Pra đáp sịt sạch. À, quý là người bán hàng đấy. À, Anna pra đáp sịt sạch đấy. Quý là người bán hàng. Production. À, pra đáp sịt sạch đấy. Anna pra đáp sịt Production. sạch. Pra đáp sịt sạch. Là Production. cái người bán hàng, là người bán hàng ở ngoài chợ nhé. À, Anna pra Production. đáp sịt sạch. Đấy. Đó. Đó, Anna pra đáp sịt sạch đấy. Đó. À, đó thế vậy thì chúng ta nhìn thấy là gì? Đó là à, đấy. À, đây chúng ta nhìn thấy là cái trọng âm nó sẽ rơi vào đâu nào? Pradapsitsa, pradapsitsa, Sự pradapsitsa đấy. đó À, pradapsitsa đấy. Pradapsitsa đa đấy. À, đây. Đó, đó, đại khái là như vậy đấy. Ta à, khá đó chúng ta lấy lại cái màu này để làm việc. Ta khá là pradapsitsa. Ta khá à, chúng ta đây là bà mẹ đấy. Etemaya mama đấy. Yozabut Maria đấy. Yozabut Maria đấy. Anna, Anna pradapsitsa đấy. Pradapsitsa đấy. À, ta khá à, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một anh chàng đây đấy. Etemoy brat. Etemoy brat đấy. Etemoy brat. Yevozavut Andrei. Yevozavut Andre Andrei đấy. On muzikant. Musica On muzikant. Muzikant là gì? Musica À, là một nhạc công đấy, anh ta chơi đàn, chơi sáo, chơi trống chẳng hạn đấy. À, on muzikant. Muzikant đấy. Ta chúng ta nói sao nào? Etemoy brat. Yevozavut Andrei. On muzikant đấy. Đó. À, tiếp theo nào, đây là gì nào? Etemayakto Sitra, Maestra, Sistra. Em đọc là Sistra. Sitra, Sistra, Sitra, Sistra, Etemaya, Sitra, Sistra, Yeyozavut, Maestra, Yeyozavut, Mojo, Natasha, đấy, Natasha, Natasha, đấy, Anakto, Anna, Studienka. Studentka, đấy, Anna Studentka, đấy, đó, như vậy thì bây giờ em đọc lại cả ba cái đoạn này nào, đọc lại cả ba đoạn này nào, Etemaya, Etmaya mama Yeyozavut, Yejojavut Maria Maria, Anna, Maria Anna Pradasissa Anna pradapsitsa đấy. À, chị biết pradapsitsa. Đã. Em có người bán hàng không? Em bán thế Em tự bán luôn hả? Đấy. À, em ạ tự bán Em luôn tự thì đi bán em tự bán luôn đấy. À, khá à, Đã. tác etector, etemoi brat. Etmo Brat Yevo. Yevo Javut Andre Andrei on. on On muzikant đấy. Ta khá Etemaya. Etmaya Sitra Sistra, Yeyozavut. Yejo Javut
Natasha Natasha Anna Anastudienka. Anna Studienka đấy. Dạ, хорошо. Thế thì như vậy ở đây là chúng ta đã có gì nào? Chúng ta đã có là nội dung của cả năm năm nhân vật đấy, cả năm nhân vật. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem. Xem ở đây đấy. Bây giờ em sẽ kể cho thầy giáo hỏi em. Etekto. Etekto. Dạ. Etekto da kakhi byazavut. Cô ấy tên là gì? Minya Zavut. Mình nhá Zavut. Zavut. Anna. Anna. Đấy. Anna. Хорошо. Đó. А ты кто? Anna. Ты кто? Em là ai? Ты кто? Studentka. Я студентка. Хорошо. А это кто? Да. Кто это? Это мой отец. Это моя мама, да? Это Это моя. моя мама, да? Это моя мама, да? Да. Это моя А мама. кто она? Как ее зовут? Как Ее ее зовут? зовут Мария. Мария. И кто она? Мария. Кто она? Она продавщица. Продавщица, да? Так, хорошо. А это Да, кто? продавщица. Это кто? Это мой брат. Это мой брат. А как его зовут? Ее зовут Андрей. Андрей. А кто он? Андрей. Кто он? Он музыкант. Он музыкант, да? Хорошо. Так, а это кто? Это моя сестра. Это моя сестра. И как ее зовут? Ее зовут... Я Наташа, да? quên А, Наташа. Наташа, Наташа. Không Наташа. quan trọng, nghĩ với tên gì cũng được Да, mà. да, Наташа, Тамара, да, Татьяна, đều được hết đấy. да, да, Đấy, Наташа. Зина, Лида, vân vân này khác đấy. Cứ nghĩ một cái tên gì đó cũng được mà chúng ta Да. không quan trọng đấy, ai kiểm tra chúng ta đâu đấy. Да. Хорошо, и кто она? Она студентка. Она студентка, да? А это кто? Это кто? Это мой отец. Это мой отец. Как его зовут? Его зовут Витро. Да, Виктор, и кто он? Он Он инженер, да? инженер. Он инженер. Да, Инженер. хорошо, да? Он Да. инженер. Хорошо. Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã nhìn Да. thấy cái cấu trúc câu là gì nào? Cấu trúc câu của chúng ta đây là gì? Các zavut đấy. Các zavut, đúng không? Đấy. Đó. Các zavut. Đó. Thì chúng ta nhìn thấy này. Một cấu trúc câu các zavut thì nó sẽ có cái gì đặc trưng ở trong này đấy. Có gì đặc trưng trong này chúng ta xem. Tạc. Tạc. Ở đây chúng ta thấy là gì? Ở đây là các vas zavut đấy. Меня зовут Анна đấy. Thế chúng ta thấy là gì nào? Ở đây chính là đây cái chỗ này đây đấy. Я thì nó chuyển thành меня đấy. Ты Меня. тебя đấy. Он thì thành его. Anna thì thành ее đấy. Они thì thành их đấy. Dù Đấy. ít Đấy. Thế và lúc đó thì nó ghép với động từ zavut đấy. Zavut đấy. Thế và sau đó tên là gì thì người ta để ở phích một đằng sau đấy. Đó. Thế vậy thì chúng ta nhìn thấy là gì nào? Ya đây là cách một đấy. Đây là cách một. Đấy. Thế và cái cột bên này mì nhá chỉ bé gì vô gì vô ít thì là cách 4, đây là cách 4 đấy. Đó, thế vậy thì lần đầu tiên em nhìn thấy một cái hình thức cách 4 ở trong tiếng Nga đấy. Đây là một cái form cách 4 ở trong tiếng Nga. Ya thì nó bị biến thành mì nhá. Tươi thì biến thành chi bè đấy. On thì như vô, Anna thành như vô, Ani thì thành ít đấy. Thế còn gì nữa? Vui thì thành gì? Vui. Đây nó không có đâu. Vui thì nó thành gì nào? Vas đấy. Mươi vas thì nó thành gì? Nas đấy. Đó. Thế vậy thì đây là toàn bộ các cách biến đổi của đại từ nhân xưng từ cách 1 sang cách 4 đấy. Đây chính là lần đầu tiên, là lần đầu tiên là em đã trực tiếp là gì? Là em đã thấy cái cách biến đổi của đại từ nhân xưng đấy, đại từ nhân xưng là nó sang cách 4 như thế nào đấy. Đó, thế vậy thì hôm nay cũng là cái khái niệm mà đối với em thế nào là đại từ ở cách 4 đấy, đại từ cách 4. Đại từ cách 4 là gì? Dùng trong cấu trúc câu hỏi về tên đấy. Khi hỏi về tên thì người ta dùng cách 4. Đây là cấu trúc câu hỏi về tên anh chị đấy. Các vát ra vụt, các chi bé ra vụt thì đó là hỏi về tên. Cho nên khi trả lời người ta phải dùng cách 4. Mẹ nhá ra vụt Anna đấy. Chi bé ra vụt Andrei đấy. Yêu vô ra vụt Victor.
zavut Anna, ich zavut Victor y Anna. Ví dụ thế đấy. Đó, đây này em thấy đây, Đó. tên này này đấy. Mia zavut Anna đấy. À, tibia zavut Victor đấy. À, yeyo zavut Maria đấy. Yebo zavut Andrei đấy. Andrei. À, đúng không? Đấy. Andrei. Rồi họ gì? Ich zavut Natasha y Andrei. Ví dụ thế đấy. Ich thì là anh nhi là nhiều người mà đấy. Đó. À, thế thì như vậy đó là cái bài của ngày hôm nay. Bài ngày hôm nay chúng ta học rất tích cực đấy. Thế thì như vậy là những hôm Dạ. sau thì em cố gắng về sớm hơn để chúng ta có thể học được nhé. Đấy. Rất sớm. Dạ, Đấy. dạ. Đó. Dạ. Lát nữa, spasibo, do si da nhé. Dạ, đã suy đá nhỉ? À, sẽ gặp nhau vào thứ hai đấy. À, thứ tư chứ. Dạ. À, ngày mai chứ đúng không? Đấy. Thứ ngày mai thứ bảy. Ngày mai thứ bảy em. Dạ. Thứ bảy chúng Dạ, em có ngày giờ mai thứ à? bảy. À, có giờ đúng không? Dạ, Ngày mai thứ bảy có thứ giờ tư, vào thứ lúc sáu, 7 thứ giờ 8 bảy. giờ nhé. Dạ. Đấy. Хорошо. Dạ. Thứ tư, Dạ. thứ sáu, thứ bảy. Так, до завтра Dạ. тогда, đấy. До завтра. Dạ. À, до свидания, пока. До свидания, бака. Пока-пока.